Phần 7. Cuộc hội ngộ với quá khứ. Tiếp nối những sự kiện kinh hoàng xảy ra trong ngôi nhà cổ ở làng Hòa Bình, Trâm đã quyết định tìm hiểu sâu hơn về lịch sử của ngôi nhà này. Cô phát hiện ra rằng ngôi nhà từng thuộc về một gia đình quý tộc vào thời phong kiến, nhưng đã bị bỏ hoang sau một loạt các sự kiện bi thảm. Một đêm, khi Trâm đang xem xét những tài liệu cổ xưa mà cô tìm thấy trong một hầm bí mật dưới lòng đất, một tiếng động lạ vang lên. Cô chậm chậm tiến về phía phát ra âm thanh, tim đập nhanh, lòng tràn ngập sự sợ hãi nhưng cũng đầy tò mò. Đến khi mở cánh cửa gỗ cũ kỹ, cô bất ngờ khi thấy một người phụ nữ mặc trang phục cổ xưa đang đứng đó, ánh mắt buồn bã nhưng đầy bí ẩn. Người phụ nữ ấy giới thiệu mình là Linh, một linh hồn không thể siêu thoát vì những oan ức chưa được giải quyết từ thế kỷ trước. Linh kể rằng cô từng là người hầu trong gia đình quý tộc này và đã chứng kiến nhiều sự thật đen tối về những bí mật gia đình mà không ai biết. Những điều cô biết đã dẫn đến cái chết của cô và nhiều người khác trong ngôi nhà. Trâm, dù sợ hãi nhưng với sự kiên trì và lòng dũng cảm, đã quyết định giúp Linh tìm ra sự thật và giải thoát cho linh hồn đau khổ. Họ cùng nhau khám phá những ngõ ngách của ngôi nhà, lần theo từng dấu vết của quá khứ. Trong quá trình điều tra, Trâm đã tìm thấy một chiếc hộp bí mật chứa đựng nhật ký và các bức thư của các thành viên trong gia đình, tiết lộ nhiều âm mưu, tội ác và những lời nguyền rủa đã khiến gia đình tan nát. Mỗi đêm, những hiện tượng kỳ bí tiếp tục diễn ra, như thể ngôi nhà muốn ngăn cản Trâm khỏi việc khám phá sự thật. Những hình ảnh mờ ảo, tiếng khóc than và cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng ám ảnh cô. Nhưng nhờ có Linh, Trâm dần hiểu ra nguyên nhân của những sự việc khủng khiếp này và cách để giải thoát linh hồn của cô. Trong đoạn kết của phần này, Trâm đã tìm ra cách phá vỡ lời nguyền bằng cách đối diện với kẻ thù ác thật sự trong quá khứ, một người mà không ai ngờ tới. Cuộc đối đầu cuối cùng diễn ra đầy kịch tính, nơi mà sự sống và cái chết đan xen nhau trong một cuộc chiến giữa thiện và ác. Cuối cùng, với lòng dũng cảm và sự thông minh của mình, Trâm đã giúp linh hồn của Linh và những người khác được giải thoát, mang lại sự bình yên cho ngôi nhà cổ sau bao năm tháng bị ám ảnh. Nhưng điều này chỉ là khởi đầu cho những điều kinh hoàng tiếp theo mà Trâm sẽ phải đối mặt, vì quá khứ chưa hẳn đã ngủ yên.